Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì quý vị đã nghe xong tập 1 của bộ truyện Vàng đâu đưa mẹ giữ cho của tác giả Diễm Hằng chưa ạ? À? Nếu mà quý vị chưa nghe thì quý vị có thể nghe lại. Còn tối hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện này. Ngay bây giờ, Xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện Vàng Đâu Đưa Mẹ Giữ Cho của tác giả Diễm Hằng, tập 2, truyền được phát trên kênh Cô Trình. tối đó trong bữa cơm cả nhà ngồi nói chuyện nhung lặng yên không nói gì mặt cô cứ cúi gằm ánh mắt đã ngấn lệ từ lâu cô biết gia đình chồng sẽ không để nhà cô yên dễ dàng như thế cô bỏ dở chân cơm vào trong phòng đóng cửa lại tưởng chừng như thoát khỏi căn nhà đó sẽ được yên nhưng không dường như cuộc sống này muốn dồn cô vào đường cùng mới chịu buông cô cứ nằm đó khóc nước mắt rơi cơ hồ đủ để dìm chết một người trong chậu Cô nghĩ nhiều lắm Nhớ lại từng chuyện, từng chuyện Bàn tay bớt giác sợ xuống bụng Lại đưa lên đầu Ánh mắt cô mỗi lúc một sáng quắc trong đêm Ông trời Ông đã không muốn tôi tồn tại trên thế giới này Sao còn cho tôi ra đời Nếu đã khắc nghiệt với tôi như vậy Thì tôi sẽ rời đi trong vừa lòng Khi cả nhà chìm vào trong giấc ngủ Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài Cô lặng lẽ qua phòng bố mẹ Đứng đó nhìn hai người đang say giấc Cô thầm xin lỗi Ánh mắt cô nhòa lệ Lại bước ra sân Nhìn căn nhà mình đã sanh ra và lớn lên Bao nhiêu kỷ niệm thời con gái ùa vệ trong tâm trí Cô không biết từ khi nào Tính cách mình dần bị thay đổi Từ một người vui tươi, hoạt bát Luộc nói cười tiếu tích Lại trở thành một người lúc nào cũng nặng nề U ám buồn rười rượi, không muốn tiếp xúc với ai, cả cơ thể như luôn bao trùm nguồn năng lượng tiêu cực. Nhìn tất thấy mọi thứ, cô lặng lẽ rời đi, đến chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Những thứ liên tưởng trong đầu liên tiếp được vẽ ra, và thứ cô nghĩ tới chính là con sông cách nhà không xa. Từng bước chân chậm rãi đi trong màn đêm đen đặc, từng cơn gió lạnh luồn lách qua thân thể gầy còm xanh xao. Những tiếng ếch nhái dế mẹn như bản đồng giao hòa tấu tiện chân cô không một bóng người qua lại nhà nào cũng tối đèn chìm trong giấc ngủ đêm nay không trăng không sao màn đêm như thêm phần cô tịch lạnh lẽo như đời cô lúc này gọi là sông, nhưng nó không lớn lắm từ bên này qua bờ bên kia chỉ tầm khoảng hơn chục mét lòng sông đủ sâu để có thể nhấn cơ thể cô chìm xuống bên dưới nước sông đủ lạnh ngang với lòng cô lúc này ngửa mặt nhìn trời lần cuối nặng ra một nụ cười méo mó cô gieo mình từ trên chiếc cầu nhỏ nhảy ùm xuống sông làn nước lạnh bao phủ lấy cơ thể cô nước chẳng đứng nguồn oxy giúp cô duy trì sự sống không còn hô hấp mặt cô bắt đầu căng tức tim đập nhanh thậm chí bắt đầu hoảng loạn từng đơ rong thần kinh làm việc hết công suất thúc đẩy cô hoạt động Ngồi lên hít thở từng tế bào gấp rút làm tay cô cử động một cách vô thức nhưng tất cả đều vô dụng vì tim cô đã chết chết tâm không còn muốn duy trì sự sống khổ ải liên lụy bao nhiêu người thân quanh mình cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man cơ thể cứ thế nhẹ nhàng chìm xuống ùm ừ, một tiếng vang lên một bóng đèn nhanh như cát chạy về bên này lao xuống sông một người khác chạy theo phía sau tay cầm đèn pin soi cho người phía trước, gương mặt lo lắng, tháo cái bình kích cá trên vai xuống, muốn nhảy xuống giúp người kia, còn chưa kịp nhảy thì người bên dưới đang ngồi lên, tay lôi theo dung, hai người này đi kích cá đêm, đang kích ở dưới gầm cầu thấy có thứ gì nhảy ầm xuống, người bạn là anh hòa đang cầm đèn soi thì nhận ra đó là một người vừa rơi xuống và đang chìm, anh thức không mà nguy hiểm ngay lập tức chạy đến lao xuống đúng chỗ nhung đang chìm tà áo vẫn đang lập lờ trong nước rất nhanh anh đã tóm được nhung lôi lên may quá cố lên đưa tay đây anh hòa ném cái bình kích cá xuống chìa tay ra túm vào tóc nhung cô đã rơi vào trạng thái mê man không biết còn sống hay đã chết anh thức phải dùng một tay quàng qua vai kẹp vào cổ và nách cô để kéo lên cũng vì bơi bằng một tay mà anh cứ ngồi lên lại bị dìm xuống mãi mới vào gần được chỗ anh hòa hai người ra sức kéo nhung lên bờ anh thức trèo lên theo sau miệng thở hồng hộc vì mệt cơ thể ướt nặng nhọc bờ đến sờ vào mũi nhung thấy hơi thở không còn anh vội vàng đặt cô nằm ngửa hô hấp nhân tạo nhấn lồng ngực đẩy nước ra ngoài sau bốn lần như thế cơ thể nhung giật giật lên mấy cái nước từ trong miệng trào ra sau đó là cơn ho sặc sụa bây giờ hai người đàn ông mới thở vào nhẹ nhõm. Dung lờ mờ mở mắt, ánh mắt vô hồn không chớp. Mất vài giây sau cô mới lấy lại ý thức, khó nhọc ngồi dậy. Thay bên cạnh có hai người, cô biết họ vừa cứu cô, cô gào lên. Hai người cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi, ai muốn hai người cứu tôi? Nói xong cô siêu vẹo đứng dậy, loạn choạng muốn lao xuống sông tiếp. Anh Hòa danh tay lao đến, túm dùng kéo lại đẩy về phía trong, khiến nhung ngã sổng xoài trên đất. Anh đứng trước mặt cô mà quát. Này, cô điên à, thân thể mẹ cha cho, tuổi đời nước mắt thế kia, nhìn chắc gì đã qua 25 tuổi. Hiếu mẹ cha, báo chưa mà đòi chết. Dung lại lao đến khóc lóc. Để tôi chết đi, tôi chết họ có khi còn được sống an hưởng vài chục năm nữa. Tôi sống, họ có khi còn khổ hơn. Để tôi chết đi mà. Anh thức đứng lên túm lấy tay cô nói Làm gì có chuyện Con cái chết bố mẹ sống tốt Cô không nghĩ đến cảm giác của họ Khi nhận được xác cô sao Đau lòng biết bao khi kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh Con người Ai cũng có sai lầm Hãy sửa sai và sống tốt hơn Để chuộc lại lỗi lầm Chứ không phải là trốn tránh một cách vô trách nhiệm như vậy Dùng nghề thế thì ước ước gào lên Nhưng tôi không có tội Tôi đã làm gì cơ chứ Tôi đã cố gắng hết sức nghe lời nhịn nhục rồi mà Là họ không buông tha tôi mà Dung ngồi bịch xuống đất Ôm mặt khóc lớn Tiếng khóc thê lương Ai oán vang vọng khắp mặt sông Anh Hòa và Thức ngồi xuống bên cạnh Sợ cô lại lao xuống sông nghỉ quẩn Sau khi khóc lóc một hồi Cô tự nhiên mở miệng nói chuyện Cô dốc hết những tâm sự của mình ra mà nói Cô kể lại tất cả những gì Mình đã phải chịu những uất ức nhà chồng dành cho cô mà đến cả mẹ cô cô cũng không dám mở lời tâm sự để rồi giờ đây đứng trước cái chết và hai người xa lạ cô lại chẳng ngần ngại mà bọc bạch tất cả anh hòa và thức cũng chăm chú lắng nghe nghe đến đâu gương mặt hai người tức giận đến đó bàn tay anh thức nắm chặt từ bao giờ hàm răng cũng nghiến vào nhau để kìm lại cơn giận trong lòng dung vừa dứt lời Cả hai anh đồng thanh Má nó chứ Đúng là chó má mà Con mẹ ở nhà nó có còn là con người không Anh thức tức quá Mà vớ lấy cục đá ném xuống sông Dù không phải chuyện liên quan đến anh Nhưng nghe đến đầu Anh căm phẫn đến đó Anh quay lại nói với Nhung Cô yên tâm tôi giúp cô Nhung đang buồn bã Nghe câu này thì ngước mắt lên Nhìn khó hiểu hỏi Anh giúp tôi bằng cách nào cơ chứ Nhà họ có anh em làm trong ngành luật Đợn tôi còn ở nhà đó từng gặp Nghe đâu cũng nổi tiếng lắm Tôi làm khổ bố mẹ như vậy là đủ rồi Chỉ coi chết đi Thì nhà họ mới tha cho nhà tôi thôi Anh Hòa đáp Cô yên tâm Thằng này em tôi cũng làm luật sư Mới về đây mở văn phòng Này nó rảnh rỗi Tôi rủ đi kích cá cho đỡ buồn đấy Anh thức gật đầu xác nhận trước câu nói của anh Hòa Cô đừng nghĩ cô chết Nó sẽ buông tha Đối với những loại không có nhân tính hút máu người thế này Kể cả cô có chết đi Thì chúng làm sao mà tha được món tiền lớn đó Chỉ có cách đấu lại cho tới cùng Công lý không bao giờ là không tồn tại Chỉ là đến sớm hay muộn thôi Nghe tôi Nhung nghe những lời này như ngộ ra Ánh mắt cô cùng ánh lên một tia hy vọng Còn muốn nói thêm gì Thì anh thức nói Thôi tôi đưa cô về Ước như thế này ngồi đây ốm mất Ngày mai tôi sẽ đến nhà cô Yên tâm tôi hứa giúp lại giúp mà Dung gợt đầu Ánh mắt biết ơn nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt Chẳng hiểu sao Trong cô lại có niềm tin tuyệt đối Với người đàn ông xa lạ Mới gặp lần đầu này Anh thức chạy đi lấy xe chở nhung về Trước khi nhung vào nhà Anh còn dặn Không được suy nghĩ nhiều quá Phải giữ tinh thần cho trận chiến sắp tới Cố lên Dung mỉm cười gợt đầu Nụ cười lâu lắm rồi Mới xuất hiện trên môi cô Trưa ngày hôm sau, như đã hứa, anh thức được anh Hòa chở đến nhà Dung. Hôm qua tối trời, lại thêm quần áo, tóc tai ướt bết nên không trông rõ mặt cho lắm. Hôm nay trong bộ quần áo gọn gàng lịch sự, quả thật trông rất đẹp trai. Dung nhìn mãi không nhận ra là ai. Đến khi thức lên tiếng chào, nghe âm thanh Dung mới nở nụ cười gượng gạo, xấu hổ chào lại. Đến anh thức cũng ngạc nhiên, cô gái ngoài đôi mươi Trước mặt tuy có hơi gầy gò xanh sao Đầu lại bị cạo đi một mảng tóc nham nhở Là kết quả sau cuộc phẫu thuật Nhưng nhìn lại vô cùng xinh xắn Nụ cười để lộ ra cái răng khểnh duyên dáng Mà lại có kẻ truồng bỏ ác nhân như vậy Dùng giới thiệu với bố mẹ Sau đó tất cả ngồi lại đối chuyện với nhau Bạn tính để lật đổ đơn kiện nhà bà Hiền Và bắt bà bồi thường sau bao nhiêu thứ đã gây ra cho Dung và bà hiền đang có lợi thế hơn vì bà ta ngay lập tức mang xe lên công an trình báo đó là bằng chứng còn giấy khám sức khỏe của thằng thế thì không là vấn đề vì nó không đủ để cấu thành tội thức hỏi dung hôm đó họ đánh cô cô có lưu lại bằng chứng gì không bà thơm cùng dung lắc đầu bà thơm nói hôm ý con bé bất tỉnh rồi đến lúc tỉnh á thì điên điên dại dại làm gì có ai có tâm trí đâu làm giám định thương tích có ai nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra cơ chứ anh thức lại tiếp vậy hôm xảy ra xô xát cãi vã hàng xóm có ai cầm máy quay không có thể tìm trong đó để lấy chứng cứ là do bị dồn đến đường cùng đơn kiện của bà ta không quá đáng ngại có thể bác bỏ thứ tôi cần là muốn lật lại kiện nhà chúng bạo hành nhung và xúc phạm người khác dẫn đến người khác tước đoạt đi mạng sống của mình đó cũng là tội không nhẹ ông bà hoàng thơm nhìn nhau họ vẫn chưa biết chuyện hôm qua nhưng muốn tự tử trước sau gì cũng phải nói nên anh thức đã kể lại cho hai ông bà nghe nghe xong bà thơm đứng dựng lên lao đến túm lấy tay con mà rằng sao mày ngu thế hả con bố mẹ mất bao nhiêu tiền mới cứu được cái mạng mày về giờ mày lại nghĩ bỏ bố bỏ mẹ mà đi vì mấy con người khốn nạn kia à mày muốn mẹ ân hận cả đời đúng không nhu biết mình sai nên chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt lý nhí nói con con xin lỗi con biết sai rồi con không dám nữa đâu ông hoàng vội cảm ơn thức cùng với hòa không có hai anh chắc hôm nay là ngày bắt rạp treo cờ trắng nhà ông mất anh hòa đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên tường nhà nơi có tấm hình cưới lớn mãi anh mới lên tiếng Thằng kia là chồng em hả? Mọi người nhìn theo tay hòa chỉ Quả thật quá nhiều việc xảy ra Nên tấm hình cưới to của Nhung Vẫn được treo ở đó Nhung gật đầu Anh hòa vỗ đùi Ồ, thằng này hôm đâu rồi Anh có gặp mấy lần trên chợ huyện Anh làm sửa xe Xác nhà nghỉ hoài thu Thấy nó hay chở một con đến đấy lắm Con bé đấy xinh Nên bọn anh hay để ý Câu nói khiến cả nhà Dung như chết sững Vậy là không phải tự nhiên mà Thế quyết ta muốn ly dị với Nhung Và cũng không phải tự nhiên mà lại cùng với mẹ mưu hèn đuổi Nhung đi Rồi đòi thêm tiền từ nhà cô Nhà nó lên kế hoạch cả rồi Anh thức reo lên vui mừng Vậy thì hay rồi Chỉ cần theo dõi nó, chụp được bằng chứng Thì chẳng cần ra tòa hầu kiện làm gì Nhà nó phải tự khắc rút đơn Ngoại tình thì pháp luật nào chứng cho nó Lát nữa cô chú lên viện xin giấy tờ bệnh án và tình hình khi nhập viện của Dung. Nói bác sĩ hôm đó điều trị ký xác nhận. Còn lại thằng kia để cháu xử lý. Ông bà Thơm gật đầu như bổ củi, vội vã đi ngay. Hòa và Thức cũng rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, Thức nhìn Dung nói một câu, làm cô tự nhiên thấy sao xuyến trong lòng. Ăn uống đầy đủ vào nhé, cho béo lên tí. Yêu thương bản thân nhiều vào. Bản thân mình không yêu thương, thì sao trong mong người khác yêu thương? Lần sau anh ghé, còn gầy thế này thì Tự nhiên nói đến đây Thất hưởng lại Như biết mình dở mồm Liền cười trừ một cái Rồi lên xe đi mất Nhìn bóng người đàn ông tốt bụng Nhung thở dài buồn bã Trước khi đi Hai người có kết bạn Facebook Nhung vội mở trang cá nhân của anh ra xem Nguyễn Văn Thức 28 tuổi Tình trạng độc thân Dùng say xưa lướt trong trang cá nhân của anh Những hình ảnh vui tươi Yêu đời được anh cập nhật liên tục Có những hình ảnh chụp ở nơi làm việc Trông thật tri thức và tài giỏi Nhìn lại mình Cô thở dài rồi tắt điện thoại Hòa và thức Ngay lập tức tới nhà nghỉ Mà thế hay lui tới Anh chủ nhà nghỉ cũng là bạn của anh Hòa Lại còn trẻ Nên cũng khá dễ nói chuyện Ban đầu nghe thấy dự định của hai người Là muốn xem camera Thì có chút chần chừ Vì như thế thì làm mất uy tín của nhà nghỉ quá. Lộ ra ngoài làm gì có ai dám đến nhà nghỉ của anh mà mèo mã gà đồng. nhưng nghe xong chuyện bất bình, đến anh cũng không nhịn được và đồng ý ngay. Ba người họ còn lập mưu, quyết phải cho thằng khốn nạn ấy một trận mới hả lòng, hả dạ. Anh Thức tuy làm luật sư thật đấy, nhưng tính khí thời trẻ thích lo chuyện bao đồng, thích xử lý bằng tay chân trước, nó vẫn ăn sâu vào máu anh. Cứ như thế ba người họ chụm đầu vào nhau mà xì sầm to nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Thoát một cái đã trôi mất một tuần. Những ngày này bà Hiền ngày nào cũng lên tòa hỏi xem đơn của bà đến đâu và bao giờ mới được giải quyết. Còn suốt ngày gọi cho đứa cháu họ xa ba đời làm phiền, dục giả bắt phải làm cho bà. Đứa cháu đấy cũng chán ngán bà đến tận cổ. Nhưng bà cứ lôi cái mắt cô họ ra Mà nói khiến cho nó chỉ biết ẩm ừ qua loa Anh Hòa vẫn đi làm ở tiệm xe Ngày nào anh cũng trông ngóng thế đến Kể cũng lạ Trước chả trông mong gì Thì nó đến liên tục Còn giờ trong nó thì chả thấy đâu Hôm ấy là chiều chủ nhật Đang ngồi uống cốc trà đá bên đường Thì điện thoại treo Là số của anh chủ nhà nghỉ Biết là thời đến anh nhấc lên Chưa chờ bên kia nói thì đáp Trông nhá, Đến ngay Lập tức gọi cho Thức Và mấy người khác nữa Rất nhanh Thức đã có mặt Anh bịt khẩu trang đội mũ Cùng với hai người khác Bốn người đi vào nhà nghỉ Anh chủ tức khắc Ném cho chìa khóa rồi nói 302 Tầng 3 Nhẹ tay hỏng đồ Ta bắt đền đấy Cả đám gật đầu đi lên Áp tay vào cánh cửa phòng 302 từng âm thanh ú ớ phát ra nghe đến đóng máu anh thức gật đầu ra hiệu cho một người mở cửa anh hòa đứng nấp bên ngoài xem còn lại ba người kia lao vào cánh cửa bật ra cảnh tượng trần trụi của hai con người lồ lộ, lộ trước mắt anh hòa suýt <laughs> úi giời buổi phòng to phết một người quát lên à con đàn bà hư hỏng hôm nay tao bắt được mày rồi nhá thằng chó này lại dám dụ dỗ vợ tao Hai con người đang trong cơn khoái lạc Thấy có đám người lạ nhảy sổ vào Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thấy điện thoại chụp hình mình liên tục Rồi thế bị hai người đạp cho một nhát lăn xuống đất Cô gái kia sợ hãi Lấy chăn trùm lên người Anh thức giật chăn ra Chụp túi bụi Anh Hòa bên ngoài nói trong cổ họng Đúng rồi chụp đi thức Chụp nhiều vào tí tao xem với Hai người kia tay đắm chân đá vào người thế quát Thằng chó này mày cặp với ai không cặp lại cặp với vợ bạn tao mày chán sống rồi phải không cứ như vậy hai người tay đắm chân đá sau một lúc dường như thấy đủ anh thức vừa kêu lên ơ à, hình như không phải nhầm người rồi chúng mày ơi hai người kia dừng tay nhìn anh thức nói nhà má mày đùa à xem có đúng là bộ anh kiên không cô gái kia nghe thế thì gào lên kiên nào tôi không biết kiên nào hết hai người kia buông tay đang nắm tóc thế ra nói ôi thôi chết nhầm thật rồi mẹ thằng kia mày làm ăn thế à xin lỗi hai người nhé hai người tiếp tục đi nhé anh em chúng tôi nhầm phòng thấy bị đánh cho nằm bớt trên đất tức giận lắm nhưng làm gì được làm gì còn hơi sức mà vùng dậy đánh trả mấy thằng kia ba người nhanh chóng rút ra bên ngoài đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra xuống bên dưới vẫn còn hí hửng lắm anh Hòa chạy theo thức Này Mấy tấm nóng Tí gửi tao nhé <laughs> Anh thức biểu môi Ra xe đáp Còn lâu nha Ông chỉ được thế là nhanh Cơ mà to thật Mấy người cười gian manh Rồi lên xe tản đi mất Không lâu sau Thế cùng cô gái kia Cũng đi xuống hầm hực Trả phòng đi về Ngay buổi tối hôm ấy Bà Thơm cùng chồng và Nhung đến nhà bà Hiền Thức cũng đi theo và nhận là anh họ xa mới về của Nhung. Bà Thơm mang đến một giỏ trái cây, đặt lên bàn, làm hai mẹ con nhà kia đắc ý lắm. Nghĩ rằng gia đình Nhung đến xin lỗi nhà mình. mà cứ vênh lên như bánh đa nướng, bà Hiền lên giọng mà nói. Muộn rồi, xin lỗi bây giờ cũng vậy thôi. Một là đền tiền, hai là ra tòa, thế thôi. Ông Thành cũng biết chuyện xảy ra. Ông có khuyên can nhưng hai mẹ con không nghe Cứ nhất quyết bắt đền Nên giờ ông chỉ biết cúi mặt xấu hổ Tay pha trà Đẩy đến trước mặt vợ chồng ông Hoàng Rồi thở dài não ruột Bà Thơm nói Nhung lên thu dọn đồ đi con Nhung gật đầu đứng lên Thì bà Hiền cũng đứng phát dậy Đồ gì Có ba cái bộ quần áo rách ngoài sân kia kìa Trên ý chẳng còn gì mà lên Nhìn theo hướng tay bà Hiền chỉ dùng thấy cái túi ni lông to Loại chuyên dùng để đựng rau củ ngoài chợ Dung cười nhạt Có lẽ cô vừa nhập viện Là mẹ con nhà ấy Lật tung đồ của cô lên mà tìm vàng Tìm tiền cô cất Cũng may lúc nào cô cũng đề phòng Không bao giờ để tiền vàng trên phòng Những lần trước Họ chỉ sáo trộn đồ lên Nhưng lần này xem ra Là dũ từng tấm áo Từng kẻ hở cũng nên Đồ cũ vứt đi mẹ Cuộc sống mới Mua đồ mới thì hơn sau bao ngày được thức động viên tinh thần và những gì đã trải qua dung dường như không còn du nhược yếu mềm như trước nữa lời nói cũng mạnh dạn sắc bén hơn bà hiền liếc xéo một cái cặp mắt bà ta như muốn lòi ra ngoài đoạn bà ta nói thế gia đình các người đến đây để làm gì đồ không lấy thế đến xin lỗi giảng hòa không có chuyện ấy đâu anh thức cười nhạt à không Nhà cháu hôm nay đến, muốn đưa cho nhà bác xem cái này thôi. Anh đặt lên bàn sắp ảnh được in lớn, lại còn full không che. Có những tấm là được trích xuất từ camera, có hiện cả ngày giờ rõ rành rành. Ông Thanh là người cầm lấy trước, mắt ông dần mở lớn theo từng bức hình ông lướt qua. Ông trừng mắt đỏ sổng nhìn con trai, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày, mày làm cái gì đây hả thế? Hai mẹ con nhà bà Hiện khó hiểu Vội nhặt những tấm hình trên đất lên xem Ôi thôi Nào là hình ảnh cặp kè khoác vai nhau đi lên phòng Nào là trận như nhộng nhìn thẳng vào máy ảnh Từ thế nào cũng có Hình ảnh nhận diện nét như Sony Thế rung run nhìn dung chửi Mẹ Con chó mày theo dõi tao à Bà Hiền cũng hét lên À Thì ra là nhà chúng mày gài con tao đúng không ông thanh đập bàn đánh trầm một cái không biết xấu hổ thức lúc đó cũng đứng lên từ tốn nói bác nói là nhà em nhung đây gài sao ạ à? vậy bác lại chưa xem kỹ hình rồi tất cả đều là hai người tự nguyện đi vào rồi vui vẻ đi ra camera lưu không được lâu nên bước lâu nhất cách đây cũng chỉ là một tháng theo cháu biết thì lúc đó vợ chồng em nhung vẫn chưa có chuyện gì xảy ra và em Dung cũng không hay biết sự vụ này. Nếu không ai lại nhẫn nhịn để chồng mình cặp kè bên ngoài chứ. Còn những bức phun không che này là một người đi đánh ghen nhầm, cháu là bạn nên xin được đây." Anh dừng lại nhìn sắc mặt hai mẹ con nhà nó, thấy không còn cao ngạo, ngược lại có chút dè dặt thì được đà nói tiếp. "Còn thứ này nữa." Vừa nói, anh vừa đặt hồ sơ lên bàn, chắp tay sau đích dáng vẻ tự tin nói đây là hồ sơ nhung nhập viện đa chấn thương tổn thương vùng sọ tụ máu đông xảy thai tinh thần hoảng loạn hay nói cách khác là tâm thần tạm thời mà lúc xảy ra chuyện nhung đang ở nhà bà và anh đây nói dung bị ngã vậy ngã như thế nào có thể để lại những hậu quả như thế này anh và bà có thể ngã cho cháu xem có được không chưa trình bằng chứng này lên tòa có đánh chết quan tòa cũng không tin là bị ngã mà lưng ngực bụng đầu đều bị chấn thương đó à mà tội đến người gây thương tích lại còn mất đi một mạng tội này cũng không nhẹ đâu nhỉ dạo gần đây Ba gái tìm hiểu nhiều chắc biết chứ ạ à? ông thanh giàu đến cầm tập hồ sơ ông như con buồn nhìn trong nhà bị hai mẹ con nhà kia qua mặt lừa lọc mỗi lần ông muốn lên thăm con dâu đều bị hai mẹ con nhà nó gạt đi nói là mới vậy rồi bị đặt đủ thứ nói xấu đứa con dâu ngoan hiền ông xem như con gái giờ đây mọi chuyện bày ra nó giống như tiếng sét giữa trời quang không ngờ ông lại chung sống với hai con người lòng lan giả sói tàn độc đến như vậy ông cầm cái điếu cày giơ lên chỉ vào mặt con mình và vợ mà nói nói chuyện này có phải sự thật không thế sợ hãi núp sau lưng mẹ bà hiền vẫn già mồm Giang hai tay che cho con và nói Ông lại đi tin người ngoài Không tin tôi à Tôi là vợ ông đấy Không phải như thế Ông đừng có mà nghe nói linh tinh Anh thức vẫn bộ dáng nhàn nhạt Không nhanh, không chậm mà nói Pháp luật dựa vào bằng chứng Chứ không phải lời nói Nếu bà có bằng chứng thì cứ kiện tiếp Nhưng cháu nghĩ rằng Bằng này bằng chứng cũng đủ thắng kiện và đòi nhà bác bồi thường cho em nhung bác cũng không tốn ít với bồi thẩm đoàn ấy chứ bà hiện mồm qua quét ấy thế mà giờ đây lại phải cứng họng trước thằng thanh niên trước mắt bà cãi cùng ừ thì con tôi cặp bồ đấy thì làm sao con bà không đáp ứng được thì nó lại chả phải đi bên ngoài à tôi đánh nó đấy thì sao bằng chứng hình ảnh tôi đánh nó đâu mấy vết thương này lên tòa tôi nói nó đi đánh nhau bên ngoài về rồi tự ngã các người nói bằng chứng thì phải có hình ảnh tôi đánh nó chứ không phải dâm ba cái báo cáo bởi nán anh thức cười nhạt nụ cười làm cho bà hiền chột dạ anh lôi trong túi áo cái điện thoại của mình nhẹ nhàng xoay mặt trước cho mẹ con nhà bà hiền xem và màn hình đang chạy dòng âm thanh tức là đang để ở chế độ ghi âm anh tắt đi cất lại vào túi Nhẹ nhàng cười nói Dạ, bây giờ thì đủ chưa ạ à? Cháu nghĩ bác đợi đơn kiện nhà cháu đi là vừa Về thôi hai bác Về thôi em Bà hiền mặt tái đi Bà lao đến chặn trước mặt thức Tưởng bà làm gì Hóa ra bà lao vào giật áo Muốn cướp cái điện thoại Mẹ thằng chó Mày lại dám gai tao à Tình huống bất ngờ Anh thức bị bà ta kéo cho rách áo Cái điện thoại bị rơi xuống Mọi người còn chưa hoàn hồn Thì bà Hiền lao đến chộp lấy cái điện thoại Ném xuống sân cho vỡ tan tành Bà lại lao xuống Nhặt lên ném suốt mấy lần Như chưa yên tâm Bà còn dùng chân mà đạp Sau đó bà cười lên ha hả <laughs> Bằng chân nữa đi Chúng mày bằng chân nữa đi Bà ngước mắt lên Nhìn những con người đang đứng đó Với vẻ mặt đắc thắng Anh thức cười Nụ cười ấy lại khiến bà lạnh sống lưng Nhung, em quay được chưa? Lúc này bà Hiền mới nhìn ra sau lưng thức. Có một chiếc điện thoại đang dơ cao hướng về bên này. Anh thức đi xuống sân, nói từng câu từng chữ, làm bà Hiền đổ mồ hôi lạnh. Cái điện thoại này cháu mới mua, và bác vừa phá hủy nó. Biên lai cháu vẫn còn, bác muốn xem không ạ? À? Mà thôi, để lên tọa cho cho bác xem nhé. Rẻ hế mà, có hơn 30 triệu một tí thôi. À quên, cháu chưa nói điện thoại này bộ nhớ ấy nó không lưu trong điện thoại nói cho bác dễ hiểu là lưu trên icloud nên bác có đốt đi thì cháu vẫn có được đoạn ghi âm kia nhé ông thanh lúc này như không nhìn được sự khùng điên của vợ lao xuống dán cho bà một cái tác đủ rồi bà có thôi đi không mất mặt thế là đủ rồi đấy bà hiền nhận cái tác như trời giáng, ngã vật xuống đất bà Thơm với Dung thấy mà hả giả lắm. Mong ông Thanh dán cho vài cái nữa cho sướng đời. Thế lao ra đỡ lấy mẹ, không dám nói gì. Một con người tuổi ngoại 30, nhưng chẳng khác gì đứa trẻ con. Ít nhất, trong nhà vẫn còn có người hiểu lý lẽ. Ông Thành quay lại nói với anh Thức. Thật sự xin lỗi. Mọi người ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Thật sự xin lỗi và xấu hổ quá mà. Anh Thức cũng hiểu cho mọi người ngồi xuống. Bà Hiền cũng bê má đi vào trong nhà, ngồi vào một góc. Cái tác vừa rồi như đánh văng cái sự điên khùng trong con người bà ra vậy. Ngồi ngay ngắn ở một bên, anh Thức lấy giấy tờ hóa đơn của chiếc điện thoại, đưa cho ông Thanh xem. Ông nhận lấy mà trợn mắt, há mồm. Một chiếc điện thoại bằng cả nửa năm lương của ông. Ông thở dài. Thật sự Xin lỗi cậu Nhà tôi xin được bồi thường Tôi sẽ bắt mẹ con nhà nó rút đơn Mong nhà ông Hoàng đây Bỏ qua cho Chúng ta giải quyết trên cương vị tình cảm được không Chuyện như thế này Quả thật Lỗi cũng do tôi Không quan tâm sát sao để ý Nhung mà Bố Bố thật sự xin lỗi con nhiều lắm Bà Thơm bây giờ mới lên tiếng Tiếng nói như oai hơn rõ ràng hơn, có thêm phần trách móc, dọa nạt. Đây là nhà tôi có bằng chứng, nên ông đó giải quyết trên cương vị tình cảm. Còn nếu như hôm nay chúng tôi không có bằng chứng, thì nhà các người có tha cho nhà tôi không? Con gái tôi nhập viện, các người không mất một xu tiền thuốc. Đến nhà tôi chửi rủa, gây chuyện, đòi bồi thường hơn trăm triệu. Ông Thành, tôi nói luôn như này cho vuông nhé. Toàn bộ chi phí thuốc thang của con gái tôi và những gì vợ ông gây ra Đền đủ cho nhà tôi Nhà tôi cũng chẳng lấy thừa Tiền đây thì đơn đi hôn đây Ký vào luôn giúp tôi Ông Thành xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu Chỉ biết ném ánh mắt sắc lẹm Về hướng hai mẹ con bà Hiền Quả thật Ông mãi lo cơm áo gạo tiền Mặc quên đi luôn thường Lẽ phải đang diễn ra trong chính ngôi nhà mình Bà Hiền chụp lấy tờ đơn ly hôn Đọc Bà trượt mắt nói Đơn cũng được Rút đơn cũng được Nhưng đơn này tôi không đồng ý Mọi người lại nhìn bà ta Không biết bà lại nghĩ ra cái trò gì Bà nói tiếp Con Dung Về nhà này làm dâu Số vạn cưới và số tiền tiết kiệm Là tiền sau hôn nhân Phải chia đôi mới đúng Sao trong này không viết chia gì Nhung Mày không qua được mắt tao đâu Làm dâu nhà này Ăn ở không mất tiền Làm được bao nhiêu Mà dám dúi cất làm của riêng Đừng tưởng tao không biết Nhung cười chua chát Đi làm công ty về Thì bà ta bắt nộp gần như hết Còn vài đồng cô giữ lại phòng thân Còn lại cô tranh thủ ngày nghỉ Đi làm thêm Chứ số bà cho giữ lại Còn chẳng đủ đố xăng đi làm Tiền con trai bà làm được bao nhiêu Nhung chưa bao giờ biết lấy một đồng Một cắt mà giờ bà ta vẫn có thể mở miệng nói được như vậy quả thật con người như thế này có tồn tại sao và tại sao bà ta có thể tồn tại toàn vẹn cho đến tận bây giờ nhung còn chưa lên tiếng phản bác thì anh thức đã lên tiếng bác nói em nhung nhà cháu ăn ở không mất tiền đó là sai nha bác vì quan hệ gia đình bác và em nhung là mẹ con là người nhà còn số tiền bác nói em nhung cất làm của riêng hay tiết kiệm gì đó Bác phải có bằng chứng Tỉ như sổ tiết kiệm Trong đó có bao nhiêu Thì bác mới yêu cầu phân chia tài sản được Đằng này bác không biết là bao nhiêu Hay ở đâu nói mồm Thì tòa đào chứng Với lại Đây chỉ là đơn nộp lên tòa Còn khi nào tòa xử Bác có khiếu nại gì Hay khúc mắc gì Thì trình bày trên tòa Bà Hiền cứng họng Ông Thanh lúc này dường như không nhịn được sự dục nhã Ông cầm luôn cái giỏ trái cây nhà Dung mang đến ném vào hai mẹ con nhà bà Hiền quá. Có thôi đi không? Nhục, nhục giả quá mà. Cút, hai mẹ con nhà bà cút ra khỏi nhà cho tôi. Thế quát lại. Bố làm cái gì vậy? Bố quá đáng vừa vừa thôi. Cái này mẹ nói đúng mà, sao bố lại nổi nóng? Ông Thành cầm luôn cái tách trà, ném đánh bóp vào đầu con mình. May mà thế né được. Tách trà rơi xuống đất, vợ đánh choàng, Bà Hiền sợ hãi, ôm lấy con trai bảo bối. Đúng à, đúng cái mã cha mày, mẹ nào con nấy, hỏng, hỏng rồi. Muốn sống, ký vào giấy nhanh lên, tao muốn cho chúng mày quay lại. Một ngày nghĩa vợ chồng, trọn đời nghĩa phu thê. Nhưng xem ra là tao phải bắt bỏ, chứ không thể để mày làm khổ con gái nhà người ta như thế này nữa. Nói xong, ông lục tìm trong học tủ, lôi ra cây bút ném vào người con quát ký cho tao mẹ con nhà mày không được đòi hỏi bất cứ thứ gì nếu không tao tống cổ mẹ con mày ra đường cầm cây bút ký vào tờ giấy ly hôn nhung nhìn từng nét chữ được hạ xuống mà nước mắt cũng rơi theo trong lòng cô bây giờ cảm xúc hỗn tạp không rõ mình đang vui hay buồn tuổi nữa nhưng chắc có lẽ là tất cả tất cả cảm xúc đang hòa trộn vào với nhau nhanh chóng cả nhà nhung kéo nhau ra về sau khi về đến nhà anh thức ngồi lại nói chuyện anh hỏi gia đình ông hoàng có muốn kiện nhà kia không hai ông bà nhìn nhau thở dài cả một đời hòa đồng chung sống với hàng xóm có bao giờ gây gỗ kiện tụng gì ai đâu chuyện vừa rồi cũng khiến ông bà giận uất thật đấy nhưng giờ mọi chuyện cũng được giải quyết con của ông bà vẫn còn sống và được giải thoát rồi, nên thôi, bỏ qua cho nhà họ. Coi như tích đức tạo phước vậy." Anh thức cười hiền hòa. "Quả thật người hại ta, nhưng ta chẳng muốn hại người đâu. Âu cũng là những con người nhân đức, sống không ủ một đời." Hơn một tháng sau, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của Dung và Thế được diễn ra. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bà Hiền không liên tiếp đòi Dung phải chia đôi số vàng cưới. Luật sư chính là cháu của bà Hiền, nói là thôi đi, nhưng bà nhất quyết không chịu, bắt phải chia cho bằng được. Thế là phiên tòa lại phải tạm hoãn, chờ cho đến khi có đầy đủ bằng chứng số tài sản kia là của chung thì mới tiếp tục xét xử hôm ấy sau phiên tòa. Buổi chiều, bà Hiền bảo thế chở xuống nhà ông Hoàng, bà Thơm. Gương mặt vẫn cứ vên như thế. Có chồng bà thì bà mới sợ, chứ không có ông thì bà sợ chó gì bố con thằng nào. Vừa vào đến cổng đã nói mỉa mai. Đấy, cướm, ăn được mấy chục triệu nhà tao có khác. Ăn mặc lố lăng, lè lẹt, béo trục béo tròn hắn ra. Nhung đang quét sân, nghe thấy âm thanh đáng sợ ngẩng lên thì đúng là bà la sát hiện hình dùng thoáng bối rối không biết nói gì thì bà hiền lại choa choả cái mồm gớm nó mất vậy có sai đâu dù gì cũng từng gọi mẹ xưng con giờ nhìn thấy cấm được câu chào hẳn hoi hàng xóm nghe tiếng nói ông ổng cũng ra xem biết là mẹ con và bà hiền lại xuống gây sự kiểu gì cũng có chuyện họ lại lén lút thập thò đầu ngõ mà dòm vào. Tim dùng lúc này đập nhanh, dù đã không còn liên quan gì, nhưng có lẽ do bị ám ảnh thời gian dài, nên giờ cứ nhìn thấy là cô ấy lại sợ. À, chào bác, bác đến đây có việc gì? Việc gì là việc gì? Tháng trước, nhà cô bác tôi đền tiền viện viết các thứ, rồi tiền cái điện thoại của thằng kia. Xe con tôi thì không nhận được một đồng. Tôi đã nói cho cô biết, cô còn là con người thì nôn mửa số vàng cưới với tiền cô giấu giếm cho con trai tôi để nó còn lấy vốn làm ăn. Nhung thở dài, cười chán nản. Trên đời quả thật, người mặc dày như thế này vẫn còn tồn tại sao? Cô dù cũng sợ đấy, nhưng cũng cứng rắn đáp trả. Bác ạ, à, vàng lúc cưới, bác cho cháu thì anh thế lấy đưa cho bác rồi tiền mừng cưới bạn anh ấy bác cũng lấy số vàng này là hồi môn của cháu là tài sản bố mẹ cháu cho cháu còn tiền lương đi làm của cháu và anh thế bác cũng lấy gần hết tại sao bây giờ cháu lại phải chia cho anh ấy làm ăn à? đúng ra số tiền bác thu hàng tháng của cháu và anh thế cũng phải chia đấy giờ cháu có đợi bác đâu tòa nói rồi bác chứng minh là tài sản chung sau hôn nhân thì tòa xử bác đến đây tìm cháu làm gì ạ à? Bà Hiền khuôn mặt cười cười, tiên đến gốc cây mận sát sân, đặt đích ngồi xuống bộ bàn ghế đá, nói đắc ý. Nếu không đưa, thì không giải quyết ly hôn. Thế thôi, để xem cô đi lấy được ai. Ông Hoàng trong nhà đi ra nói lớn. con tôi cũng chẳng lấy ai mà vội. Có con trai bà, chắc cũng nôn lấy vợ mới lắm rồi ấy chứ. Bà để được thì cứ để, nhà tôi cũng chả vội ông nhàn giả đi ra ngồi xuống đối diện bà hiền nhìn thấy một cái anh ta va vào ánh mắt của ông hoàng vội lặng tránh ông hoàng cười nhếch mép phát ra một tiếng như nói bà vừa bảo con tôi mất dậy không chào bà thế con bà có dậy nhờ có khi không ai dậy từ bé ấy nhỉ cuộc cãi vã lại tiếp diễn cho đến khi thức tới bà hiền mới chịu ra về những ngày vừa qua anh qua lại nhà dung như nhà người quen thân thiết anh nhiệt tình dễ tính hòa đồng nên ông bà thơm hoàng cũng coi anh như người trong nhà thấy con mùa hiền ông hoàng liền lập tức gọi cho anh và quả nhiên anh giống như là khát tinh của bà hiền vừa vào đến sân đã khiến bà ta sượng mặt thêm vài ba câu của anh hai mẹ con bỏ về mất thời gian lại trôi qua cuối cùng sau ba tháng chuyện ly hôn cũng được giải quyết và Dung chẳng phải chia bất cứ thứ gì cho nhà bà ta. Thời gian này thoải mái tinh thần, Dung ăn ngon, ngủ yên, chăm sóc cho bản thân nên nhìn chẳng khác gì gái 18 đôi mươi, nhất là trên mặt cô lại trải đời có nét gì đó già dặn, trưởng thành rất cuốn hút. Dung và Thức cũng thành một đôi bạn lúc nào không hay, rảnh là lại nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng cùng với Anh Hòa, ba người tụ tập quán cà phê nói vài ba câu chuyện phím Nhung tập thành buôn bán hàng trên nền tảng xã hội dáng đẹp mặt xinh cộng với tài ăn nói hoạt bát vốn có từ thuở thanh xuân rất nhanh cô đã có nguồn thu nhập ổn định lột xác hoàn toàn khỏi cái vỏ bọc lầm lì ít nói bản đi cũng hơn một năm công việc của nhung càng ngày càng phát triển nguồn hàng tốt cộng với giá thành rẻ cô ăn lợi ích nên hàng cô bán đi số lượng rất nhiều bà thơm phải bỏ công việc phụ hồ mà đóng hàng cho cô còn ông hoàng cũng bỏ luôn cái nghề thợ xây ở nhà chạy hàng cho con gái còn phải thuê thêm hai người mới làm kịp anh tước và hòa mỗi lần rảnh là lại chạy ra giúp cô cả hai anh đối xử với nhung rất tốt có một lần anh hòa đã tỏ tình với nhung anh trúng tiếng sét từ khi thấy cô ấy bước ra từ tòa án chẳng hiểu sao lúc đấy thấy cô đẹp lắm nhung xin lỗi anh rất nhiều vì cô dường như chưa thoát khỏi sự ám ảnh của lần kết hôn thất bại đó. Nên hai người vẫn vui vẻ, coi nhau là bạn. Thực chất, Nhung có tình cảm với anh Thức, nhưng cô biết mình không xứng với một người đẹp trai, tài giỏi như anh. Về phần thế, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Nhung, anh ta nhanh chóng công khai mối quan hệ hết cô này đến cô khác Cuối cùng dừng lại ở một cô gái con nhà giàu Thua anh ta 8 tuổi Ngọc là con cưng trong gia đình cũng khá giả Vốn tính ương bướng, ăn chơi Lại va phải thế Một người mồm mép dẻo kẹo Cũng ăn chơi chả kém Còn được bà Hiền đầu tư cho con xe SH hoành tráng Với vẻ ngoài ưa nhìn chững chạc Có xe, có tiền Chỉ cần Ngọc đòi gì cũng cho nhưng Ngọc đâu biết rằng Số tiền mà thấy dùng mua quà cho nó Đều là xin mẹ Bà Hiền nghe kể nhà Ngọc khá giả Lại là con út Nên chẳng ngần ngại mà chi tiền cho con Chuyến đi câu nào Chả phải bỏ mồi Rồi đến lúc giật cần Mới biết ai ăn, ai thua Những cô trước Bà không đồng ý Cũng vì gia đình bình thường Đến khi thấy Ngọc tuy có hơi xấu Với lùng một tí Nhưng được cái giàu lại là con út, nhà hai chị em gái, và tại sau này chả chi đôi thì mất đi đâu được chứ? Qua lại hơn hai tháng, thế đòi cưới nhưng Ngọc không chịu. Vậy là bà Hiền bày cho con chọc thủng bao cho có bầu là phải cưới hết. đúng như bà tính, không lâu sau thế chạy về báo tin vui với mẹ là Ngọc cấn bầu. Bà Hiền mừng rỡ hẹn ngày xuống nói chuyện cưới xin bà quyết lần này phải làm to hơn, hoành tráng hơn lần một, cho nhà Dung trắng mắt ra. Nhà Ngọc cũng ở huyện khác, nên kỳ tích nhà bà Hiền họ cũng không hề hay biết. vả lại, nhà Ngọc cũng chán ngán đứa con gái bướng bỉnh, nói không biết nghe này rồi. Gã nó đi cho nó tự lo cho cuộc sống, cho ông bà đỡ phải suy nghĩ. Bà Hiền nhìn căn nhà to của ông thông gia thì mừng ra mặt, lại thấy mẹ Ngọc đeo vàng lủng liếng đến đỏ tay thì khoái lắm. Cây mồm của bà lại bắt đầu khua môi múa mép. Nào là con dâu như con gái, anh chị yên tâm, tôi chịu hết mình. Về nhà tôi không cần làm gì hết. Quả thật mật ngọt thì chết ruồi. Chưa đầy tháng sau đám cưới được diễn ra. Trước ngày cưới mấy hôm, bà Hiền tích thân xuống nhà Dung. Từ lần ly hôn xong, bà chưa xuống đây lần nào. Giờ quay lại, bà đã ngỡ ngàng đến khó tin. Căn nhà được sửa sang lại không ít Trong nhà hàng hóa Người làm tấp nập Bà Thơm đeo trên cổ cái dây chuyền vàng To như ngón tay Còn đang chỉ đạo người ta bê chỗ này Xếp chỗ kia Ông Hoàng đeo cái nhẫn to như tổ bố Không còn đen nhẽm Ăn mặc khắc khổ như trước nữa Ông còn có con xe mới cống Đời mới dẫn đó để chở hàng Nhung là người khiến bà giật mình nhất Nào còn dáng vẻ đen đúa bẩn thỉu mặt ủ mày dột, tay chân gầy guộc. Thay vào đó, trông cứ như hoa hậu người mẫu ở đâu mới về. Da trắng đến phát sáng, mặt hoa da phấn, môi son má hồng. Trong bộ váy giản dị, nhưng tôn lên cơ thể sang trọng của cô. Nhung nhìn thấy bà Hiền có chút ngạc nhiên, chạy ra chào. Chào bác, bác đến nhà cháu có việc gì không? Bà Hiền ấp úng, lấp lửng mãi mới nói được mặt vẫn cứ nhìn nhung đăm đăm, thế dựng xe xong theo mẹ vào cũng đứng hình. người đàn bà lôi thôi từng là vợ anh đâu rồi, Trong nhung lúc này còn xinh hơn cả mấy em hot girl quẩy mong trên mạng. đã thế trên người nhung bây giờ không ít đồ trang sức có giá trị, bà hiền tức lắm. Nhật thứ này chắc là lúc ở nhà bà cất giấu làm của riêng chứ còn gì nữa. giờ ly hôn thì lấy ra xài, nghĩ thế bà mỉa mai. Kiên nha Chia tay con trai tôi một cái Là lên đời luôn Đúng là cáo già Giờ mới lội đuôi Xem ra lúc ở nhà tôi cô giấu giếm được không ít Nhung cười nhạt Không giận mà nói Dạ Cũng may cháu cất đi Chứ không đợi cháu tàn hơn hoa Mà bác với anh đến có việc gì không Nhà cháu đang nhiều việc lắm ạ à? Bà Hiền liếc xéo Vốn tưởng nhà Nhung vẫn nghèo bần hàng như trước xuống dặn mặt một phen khoe của con dâu nhà giàu lại là gái tơ chưa chồng cho nhà nhung thấy con trai bà có giá tới mức nào dù có hai ba đời vợ vẫn lấy được gái tơ như thường nhưng giờ đây nhìn ông hoàng bà thơm vàng đeo lủng liễn quần áo là lượt thấy mình bị lép vế nên không vên mặt nữa đưa tấm thiệp cưới nói cuối tuần bác tổ chức đám cưới cho anh thế đây mời cháu với bố mẹ lại nhà ăn bữa cơm với gia đình bác khổ đẹp trai nhanh thế khổ vậy đấy nói thôi từ từ mà người ta có chịu đâu bác phải cưới cho bằng được thôi bác về nhá nhà bao việc nhung cười lịch sự đón lấy tấm thiệp mời nhìn mẹ con bà đi mà cô chẳng có cảm xúc gì thấy trong người nhẹ bẩn như nhận một tấm thiệp từ người lạ thế đi nhưng cứ chốc chốc quay lại liếc mắt nhìn nhung ra chiều lưu luyến tiếc núi lắm cuối tuần đó nhung chọn một chiếc váy trắng thật đẹp trang điểm tinh tế đi đến nhà bà hiền ăn cưới cô chiếm mọi ánh nhìn lấn át cả cô dâu người ta đều nhìn cô không rời mắt có người còn tưởng nhung là cô dâu bởi cái chiều cao vóc dáng trang điểm tinh tế đều ăn đứt ngọc người có ba mét bẻ đôi đã vậy còn béo được bà mẹ chồng chọn cho cái váy từ thời cổ mặc trông không khác gì heo mặc váy ngọc tức lắm khi biết đó là vợ cũ của thế mặt nó cứ hầm hầm lâu lâu cấu véo thế một cái cho bỏ cơn tức anh còn lưu luyến nó hay sao mà mời nó đến đây dìm em hả mỗi cái véo là mỗi câu hỏi làm lễ mà mặt cứ như đưa đám sưng như cái bánh bò nướng bà hiện thấy con dâu cũ sang trọng lại nghe hàng xóm thì thầm đấy con dâu cũ ngoan với xinh thế kia mà bỏ phí xong lấy con mới kia nhìn mặt biết không phải dặn vừa trong là biết loại đánh đá bà lại nhìn qua cả chục mâm cổ ế khách mà giận tím mặt muốn làm cho to cho hoành tráng mà ngờ đâu người ta không tới chục mâm kia biết bao nhiêu là tiền của bà vốn muốn làm to thu lại tiền lời từ đám cưới Mà giờ xem ra lỗ không ít Đã thế lần này bà chơi lớn Cho hẳn Ngọc cái kiền hai chỉ Với cái lắc tay một chỉ Để đến lúc bà bảo giữ cho thì dễ hơn Trong lúc pháo bồng đang bắn Cô dâu chú rể chuẩn bị uống rượu giao bôi Thì từ đâu có hai chiếc xe ẹt chạy qua Chúng đi chậm chậm lại Hai thằng thanh niên ngồi sau xe nhảy xuống Chạy vào trong, chửi một câu qua cho mày này thằng chó liên tiếp những thứ gì bay ra từ hai tay người đó trúng ban đại diện trên sân khấu và cả cô dâu chú rể tất cả mọi người đều bất ngờ với tình huống trước mắt chưa kịp phản ứng liên tiếp những bọc nhỏ bằng nắm tay vù vù bay lên sân khấu hai họ thông gia ban đại diện chạy như vịt tìm chỗ trốn sau đó hai người chạy khỏi trạm Nhảy lên xe chạy đi mất Thì ra thứ họ nếm lên sân khấu Là những túi mắm tôm trộn với sân đỏ Mà nhớ thải Ba hỗn hợp trộn lại Tạo ra một thứ hỗn hợp tởm lợm hơn bao giờ hết Ai nấy áo trắng áo dài Giờ nham nhở đen đúa Hôi hám khắm mặn Cô dâu chú rể nô nguệ tại chỗ Nhạc công ôm đàn mà chạy Khang giả túa đi Mỗi người một hướng Bỏ chạy khỏi hội trường Đang tổ chức đến đoạn cao trào Dùng thấy cảnh này thì cười không nhặt được mồm Lấy điện thoại chụp lại gửi cho anh Hòa và thức xem Tối đó ba người gặp nhau Nhìn ảnh mà cười mãi không thôi Anh thức thắc mắc Hờ à, Ngoài em ra còn ai lại hận nhà nó thế nhỉ Nhung lắc đầu Em không biết nhưng chắc chắn không phải em Đến em cũng bất ngờ Không nghĩ nhà ấy là nghiệp nặng như thế Hai anh không thấy cảnh đám cưới chạy như chạy nạn đâu Đầu cô dâu toàn mắm tôm Chú rể hình như bị ném trúng mặt Đen như đít nồi ấy Nói xong cô cười lên thỏa mãn Đoạn lại nói Mà ai lại biết được thế sợ mùi mắm tôm vậy Người này chắc chắn cũng không phải xa lạ đâu Anh Hòa xoa xoa cầm nói Anh nghĩ là con nào bị thằng này lừa tình rồi Thuê người đến phá Chỉ có khả năng đấy thôi Tức và Nhung đồng tình với ý kiến này lắm Dù sao thì mọi chuyện không liên quan đến họ nhưng con người thay trời hành đạo như thế Cũng thỏa mãn lắm Tối đó Sau một ngày dọn dẹp mới hỗn độn Khung rạp đám cưới thanh toán các khoản Lại còn phải chia hết số thức ăn thừa Của hơn 10 mâm cổ ế Bà Hiền đau lòng lắm chứ Tiền cả mà Nhưng không chia đi Để làm sao mà ăn hết được Tủ lạnh nhà bà Giờ mà mở ra Có khi độ trong ấy rơi ra Để chết người được cũng nên Thay mọi việc cũng vãn Nhìn qua phòng thế và Ngọc Vẫn sáng đèn Bà gõ cửa đi vào Ngọc mặc phụng phiểu Ngồi trên giường trách móc chồng Rồi suy luận xem Ai là người làm ra chuyện này Bà Hiền đi vào Mới thôi tranh luận trách móc nhau Bà Hiền ngồi xuống Nở một nụ cười hiền từ Nhân hậu giả tạo nói Thế hai đứa kiểm tiền mừng cưới Với vàng chưa Ngọc không nói gì lấy điện thoại ra bấm bấm, thấy ấp úng. Vì anh ta chẳng có người bạn nào đến dự đám cưới, nên nào có kiểm với kiết gì. Còn Ngọc thì của cô bao nhiêu, anh có biết đâu. Nhìn qua vợ, thế nói. Được nhiều không em? Mắt Ngọc rời màn hình điện thoại, liếc lên một cái cao mày nói. Tiền đâu anh? Bạn bè không nổi lấy một móng, thì tiền ở đâu? Có cái nịch thế cố nhìn hỏi thêm Thì anh hỏi của em cơ mà Mẹ đang hỏi được nhiều không kìa Ngọc bỏ điện thoại xuống Mặt khó chịu Của em thì liên quan gì mà hỏi nhiều không Bà Hiền cười cười Mẹ hỏi để mẹ giữ hộ cho Chứ hai đứa để linh tinh mất đấy vơi không biết kiểm soát tiêu hết thì sao Ngọc vẫn thái độ mà nói Mẹ con cho con làm của Thì trả tiêu để làm gì hả mẹ Cho để cất đi thì cho làm gì Số tiền này con có dự tính rồi Dự tính gì Hai đứa phải để dành mai mốt để con Còn lo cho con chứ Tiêu hết rồi Để đái lấy gì mà tiêu Ngọc không nhịn được sự càm ràm của mẹ chồng Đóp chát lại luôn Để thì con ai người đấy lo mà kiếm tiền Này mẹ phải bảo con trai mẹ kiếm tiền nhiều hơn Chứ sao lại bắt con tiết kiệm Nếu mà có con phải sống khổ sở Tiết kiệm á thì thôi Mai đi bỏ đi anh nhắm lo được thì lo không lo được nói tiếng bà hiền và thế đơ người trước câu nói của ngọc những tưởng con dâu nào cũng sợ mẹ chồng nhung là trường hợp ương bướng rồi chứ không ngờ cô con dâu này không những bướng mà còn hổn bà hiền sững cổ, muốn phô cái uy mẹ chồng ra nạt nộ này con nói thế mà nghe được à còn chưa hết câu ngọc đã nhảy vào họng mẹ không nghe được thì thôi đừng nghe nữa con nói sai à Giọng giỏi nhà mẹ Mang họ nhà mẹ Chứ mang họ con đâu Không thích á Thì bỏ Nói nhiều Mẹ ra ngoài đi Con mệt rồi Đám cưới là sự hệ trọng cả đời Con bị phá con còn chưa thèm nói đâu đấy Mẹ với anh Liệu mà cho con lời giải thích Bà Hiền á khẩu Thấy con dâu ngang viên nằm xuống trùm chăn Quay mặt vào tường Mở điện thoại to hết cỡ Như ý đuổi bà Bà giận tím mặt nhưng không biết làm thế nào đành hậm hực đi ra ngoài đóng cửa ra một cái đợi đấy bà hành hạ sao sáng ngày hôm sau vẫn chưa cũ bà đá thúng đụng nia một hồi lâu miệng nói xỉa sói đấy nhà có con dâu còn chưa dứt câu đã có tiếng nói đáp lại cũng bực dọc đành đá chẳng kém mà con dâu thì làm sao trước giờ không có con dâu thì nhà này chết đúng không Mới sáng sớm Mẹ làm dậy nhẹ tay thôi cho con còn ngủ Cháu mẹ nó hành con chưa đủ à Cảm thấy là một mình không được thì Nói xong Thì Ngọc đi vào phòng Dựng đầu thế dậy mà quá Dậy, dậy nhanh Dậy mà làm, không mẹ anh chết Nhanh lên Nó đá đích thế ra khỏi phòng Đóng cửa lại đánh trầm một tiếng Ông Thanh ngồi ngoài sân hút thuốc lào Và chỉ biết cười buồn, lắc đầu Nhìn vào màn sương sớm chưa tan và màu đen ảm đạm của bóng tối. Nó đen tối như tương lai nhà ông lúc này, có lẽ nghiệp của nhà ông tạo ra đến tìm rồi. Bà Hiền đứng hình trước hành xử này, bà không ngờ tình huống như thế này có thể xảy ra. Hai mẹ con đứng nhìn nhau, mắt chữ A, mồm chữ O, như thể hệ điều hành bị lỗi, không biết phải làm gì tiếp theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thức sau ngày hôm qua thắng kiện vui vẻ lắm, anh dạo quanh đường phố một lượt bắt gặp nhung đang đứng mua đồ cô đứng lại nhìn vào bó hoa sen rất lâu rồi rời đi chứng kiến sự thay đổi từng ngày của nhung và tiếp xúc với con người cô càng ngày anh càng thấy có thiện cảm với cô nhiều lần thấy cô cười lòng anh sao xuyến lắm anh lại không dám nói ra vì anh biết nhát dao hôn nhân còn lại trong cô nó quá lớn cô không thể nào dễ dàng chấp nhận thêm một lần nữa vả lại cô càng ngày càng xinh đẹp, giỏi giang. anh thật càng lúc càng thấy khoảng cách của mình quá xa với cô. thấy dung rời đi, anh tiến đến mua bó sen mà cô vừa nhìn, lặng lẽ đi đường vòng về nhà dung trước. lúc cô vào sân, thì bất ngờ khi thấy bó hoa sen đặt trên bàn đá ngoài sân. nhìn đi nhìn lại thế nào, cũng thấy giống bó hoa cô vừa nhìn thấy. chạy vào nhà hỏi bà thơm, thì thấy thức đang ngồi đó đóng hàng, cười tuyết miệng nói chuyện với bố mẹ. Ơ, à, anh thức mới đến à mẹ ơi ai mua hoa sen thế ạ à? bà thơm ngờ gác hoa nào Thấy thức cười cười cô như hiểu sao anh thức lại mua hoa sen mang đến đây nãy gặp em ngoài chợ thèm cứ nhìn xong bà bán hoa thăng ế nên mua ủng hộ bà ấy đấy mà dùng liếc yêu một cái cười tươi rồi mang bó hoa vào cắm bày trong phòng khách thể hiện sự yêu thích với bó hoa và người mua hoa cứ thế Hai con người mến nhau Nhưng chẳng nói ra Cứ giữ trong lòng Vì sợ một khi nói ra Thì đánh mất đi tình bạn đẹp đang có Thời gian Lại cứ thế vô tình trôi qua Bạn đi nửa năm Hôm ấy thức nhận được từ bên công tố Một vụ án Hỏi anh có muốn làm luật sư bào chữa cho bị cáo hay không Lật hồ sơ ra xem Anh trợn mắt Lại là bà Hiền đâm đơn kiện Người bị kiện lần này chính là Ngọc trong đơn viết ngọc đã lừa lấy hết số tiền tiết kiệm và bà tiêu xài còn ác tâm phá bỏ đứa cháu nội của bà lại còn bán luôn chiếc xe sh của chồng rồi lấy tiền đi biệt xứ thức cười cười đóng hồ sơ lại anh thở dài gọi cho bên viện kiểm soát từ chối dù anh biết khả năng thắng cho bị cáo rất cao nhưng anh không muốn nhận bà ta kiện mà không có bằng chứng đã vậy những lời kia đưa ra là con dâu lừa tiền tiêu hết cũng không có chứng cứ, rồi phá thai pháp luật chưa có chế tài xử phạt. Điều 44 có viết, phụ nữ được nạo phá thai theo nguyện vọng thì kiện cái gì cơ chứ? Còn bán xe, hai người là vợ chồng, vợ bán của chồng là lẽ thường tình. Hay. Đúng là quả báo nhãn tiền, không chừa một ai. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Vàng đâu đưa mẹ giữ cho của tác giả Diễm Hằng. Không biết là sau khi quý vị nghe xong bộ truyện vừa rồi, điều gì rộng lại trong quý vị? Quý vị đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả và các khán giả khác được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.